Xin chào mọi người nhá. Bây giờ là 1 giờ chiều này. Đàn ông của mình đã về nhá. Mình bắt các cái tầm hơn 1 tiếng. Đàn này thì cũng quân cũng tương đối đấy. Chẵn được tầm khoảng 7 lạng. Này. Đây, xuống. Mình vừa chạy theo nó mà nó cứ bâu vào đầu nó rồi đốt. Nãy giờ mình ở mé rằng thùng bên kia thì thấy ông đàn này nó bay qua, tưởng là ông bay lấy đất đáp thì nó hóa ra nó lại về cái đó này. Ông xuống gần hết rồi đấy mọi người ạ. Động như này vào vẫn chậm này. Đấy, cho nhanh. Chưa thấy chúa. Nãy nắng à kia thấy chúa rồi. Đàn chúa đây, đang đen lỏi đây, đấy, đấy lại bay ra rồi. Xuống rồi, chúa vào rồi.
xong rồi.